Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kiểm tra đôn đốc thực hiện dự án đường dây tải điện 500 kV mạch 3 Quảng Trạch Phố Nối, sáng ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra triển khai dự án đoạn qua tỉnh Nghệ An và làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và các bộ ngành cơ quan liên quan nhằm thúc đẩy triển khai dự án đảm bảo tiến độ. Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác đã kiểm tra tình hình thi công dựng cột VT22 tại xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An, thuộc dự án thành phần đường dây 500 kV Quỳnh Lưu Thanh Hóa có chiều dài 92 km với 200 móng cột. Nghệ An 34 móng cột, Thanh Hóa 166 móng cột. Vui mừng trước không khí thi công khẩn trương tại công trường dựng cột VT22 có chiều cao tới 88m, khối lượng thép dựng cột trên 200 tấn. Việc thi công xây dựng cột trong điều kiện địa hình khó khăn, phức tạp, thời tiết bất lợi, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương lực lượng thi công được điều động từ nhiều vùng miền của đất nước về chi viện cho dự án, cũng như sự chung tay góp sức của lực lượng tại chỗ của địa phương. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu lực lượng thi công và nhân dân địa phương tiếp tục phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau, thúc đẩy triển khai dự án vì lợi ích đất nước và quê hương, phấn đấu hoàn thành lắp dựng cột vào ngày 27 tháng 6. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2024. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho kỳ thi, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận trong kỳ thi, tạo điều kiện thuận lợi về ăn ở, đi lại cho học sinh, chủ động các phương án để phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời chỉ đạo các cấp ngành và các tổ chức tạo điều kiện để trẻ em, học sinh được vui chơi, giải trí an toàn, lành mạnh, hữu ích trong dịp nghỉ hè. Phối hợp với gia đình quản lý giám sát trẻ em học sinh, nhất là phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước và việc xâm hại trẻ em trong môi trường mạng. Sáng ngày 23 tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức lễ công bố cảng hàng không Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng trở thành cảng hàng không quốc tế. Đây cũng là cảng hàng không quốc tế đầu tiên tại khu vực Tây Nguyên có đường cất hạ cánh dài 3.250m, rộng 45m, phục vụ thuận lợi các chuyến bay quốc tế, nội địa, các loại máy bay tư nhân, quân sự. Việc kết nối với các đường bay thẳng đến nhiều quốc gia sẽ tạo điều kiện thuận lợi vận chuyển khách du lịch quốc tế và vận chuyển hàng hóa, rau, hoa, nông sản vùng Tây Nguyên đến với các nước trên thế giới với chi phí thấp nhất, thời gian nhanh nhất. Bộ Công an đã ban hành thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước sẽ được sử dụng từ ngày 1 tháng 7 tới đây. Theo đó, hai mặt của thẻ căn cước in hoa văn màu xanh chuyển ở giữa màu vàng đến xanh. Nền mặt trước gồm bản đồ hành chính Việt Nam, chống đồng, các hoa văn, họa tiết truyền thống trang trí. Nền mặt sau gồm các hoa văn được kết hợp với hình ảnh hoa sen và các đường cong vắt chéo đan sen. Bộ phận lưu trữ thông tin trên thẻ căn cước là mã QR và chip điện tử được gắn ở mặt sau thẻ căn cước. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết ngành đã sẵn sàng cho việc triển khai sử dụng thống nhất tài khoản định danh điện tử VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 tới. Ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện đồng bộ xác thực thông tin định danh cá nhân của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp giữa cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến tháng 6 năm nay, hệ thống của ngành đã xác thực trên 97,6 triệu thông tin nhân khẩu có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trong đó có hơn 87,4 triệu người đang tham gia, thụ hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Đến nay, toàn quốc đã có khoảng 35 triệu tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan bảo hiểm xã hội được cấp với quy trình tương đương định danh mức độ 2. Đã có hơn 12,2 triệu lượt sử dụng tài khoản VNeID để đăng nhập ứng dụng VSSID. Từ mùng 1 tháng 7 tới, sẽ thực hiện thống nhất dịch vụ công trực tuyến bảo hiểm xã hội trên ứng dụng VNeID. Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 6,5 triệu đồng đối với nhà hàng Minh Phi 1. Trước đó, ngày 17 tháng 6, một nhóm du khách đến từ tỉnh Thái Bình phản ánh về việc nhà hàng Minh Phi 1, địa chỉ tại phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, có hành vi xúc phạm đuổi khách hàng khi bị phản ánh bữa ăn có giá đắt. Bức xúc trước thái độ và giá cả của nhà hàng, nhóm du khách đã báo cáo sự việc với Ủy ban Nhân dân phường Hà Khẩu, đồng thời đăng clip lên mạng xã hội.
Ủy ban nhân dân thành phố Hạ Long đã chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu tiến hành kiểm tra xác minh để làm rõ vụ việc. Sau khi củng cố các chứng cứ và làm việc trực tiếp với các bên có liên quan, Ủy ban nhân dân phường Hà Khẩu đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch và thương mại Minh Phi, nhà hàng Minh Phi 1 về hành vi niêm yết giá không rõ ràng gây nhầm lẫn cho khách hàng với tổng số tiền 6,5 triệu đồng. Đồng thời yêu cầu đại diện nhà hàng Minh Phi 1 trực tiếp gọi điện để xin lỗi khách hàng. Tàu sân bay hạt nhân USS Theodan Roosevelt đã cập cảng Busan phía đông nam Hàn Quốc ngày 22 tháng 6 nhằm chuẩn bị cho cuộc tập trận đa phương diện đầu tiên với tên gọi Freedom F giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Lần gần nhất Mỹ điều tàu sân bay đến Hàn Quốc là vào tháng 11 năm ngoái. Cuộc tập trận diễn ra sau khi Nga và Triều Tiên ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có điều khoản phòng thủ chung trong chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tại Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, Mỹ khẳng định cuộc tập trận này là hoạt động diễn tập thông thường. Ba nước đã nhất trí tổ chức tập trận từ cuộc họp ba bên tại Singapore bên lề hội nghị an ninh đối thoại Shangri-La vào đầu tháng 6. Tình trạng mưa lớn vẫn tiếp diễn tại miền Nam Trung Quốc suốt 2 tuần qua. Dù nước đã rút tại một số nơi, song tại nhiều khu vực, mực nước sông vẫn tiếp tục dâng cao, đe dọa tới người dân sở tại. Trung Quốc dành khoảng 213 triệu nhân dân tệ hỗ trợ các tỉnh bị lũ lụt, 69 triệu nhân dân tệ hỗ trợ các tỉnh bị hạn hán, 64 triệu nhân dân tệ hỗ trợ hai địa phương ứng phó các thảm họa động đất. Chính phủ Trung Quốc đã phân bổ 346 triệu nhân dân tệ, khoảng 48,63 triệu đô la Mỹ từ quỹ cứu trợ thiên tai để hỗ trợ các nỗ lực kiểm soát lũ lụt và hạn hán trên khắp cả nước. Bộ Tài chính Trung Quốc đã chi khoảng 213 triệu nhân dân tệ để hỗ trợ các hoạt động kiểm soát lũ lụt và cứu trợ tại các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến, Giang Tây, Hồ Nam, Quảng Đông, Quảng Tây và Quý Châu. Trong khi đó, tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông sẽ nhận được 64 triệu nhân dân tệ để ứng phó với các thảm họa địa chất. Nhà chức trách Ấn Độ thông báo số ca tử vong do uống rượu lậu ở bang Tamil Nadu, miền nam nước này, đã tăng lên 54 người, trong khi vẫn còn hơn 100 người đang được điều trị tại bệnh viện. Gần 200 người ở huyện Kalakurichi, cách Chiang Mai, thủ phủ bang khoảng 250 km, đã được điều trị kể từ ngày 19 tháng 6 với các triệu chứng nôn mửa, đau bụng và tiêu chảy sau khi uống rượu có pha methanol. Giới chức thực thi pháp luật đã tiến hành điều tra vụ việc và bắt giữ 7 người. Ngộ độc rượu tự chế dẫn tới tử vong thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ. Chính quyền bang Tamil Nadu cho biết đang xác định những người liên quan đến sản xuất methanol, một loại hóa chất độc hại thường được sử dụng trong công nghiệp. Giới chức cũng sẽ bổ sung biện pháp cần thiết với các cơ sở bán rượu và nhà sản xuất rượu bia tại địa phương. Ghép tạng là biện pháp cuối cùng để giành lại sự sống cho những bệnh nhân không còn lựa chọn điều trị nào khác. Đó là phép màu tuyệt vời mà những tấm lòng cao cả của những người không may mắn phải ra đi vì một lý do nào đó và sự nỗ lực của các y bác sĩ mang lại cho người bệnh. Đã 6 tháng kể từ ngày hai vợ chồng ông Khu, bà Biển mất đi người con trai lớn, anh không may gặp tai nạn khi trên đường đi làm về. Gia đình được thông báo anh có dấu hiệu chết não và có thể hiến tạng cứu những người bệnh khác. Trong mình này còn đang có hai dòng suy nghĩ, vì cái trước đây cái tập tục của mình như thế rồi, là mình đã thành quen rồi, cái việc mà suy nghĩ là bây giờ lấy trái tim, lấy một bộ nội tạng ra, nó cứ cái hình ảnh ấy nó cứ phân vân trong mình. Sợ lắm, không bao giờ nghĩ đến đâu. Thế nhưng mà đi ra đấy được sự tư vấn của mọi người, thế nên là mình thấy là đúng là nếu mà hiến được thì là một cái việc làm mình có ý nghĩa. Thế xong là mình lại nghĩ là thôi, cơ thể con mình nó vẫn sống ở trong người khác, thế là con mình vẫn còn tồn tại, nên là mình cũng vượt qua được những cái mà suy nghĩ ban đầu. Người con út của ông bà khi ấy đang đi nghĩa vụ công an. Vì nhiệm vụ, anh Thành An không thể về nhà ngay để gặp anh trai mình. Nhưng khi nghe cha mẹ giải thích về việc hiến tạng, anh hoàn toàn ủng hộ. Trước là tôi vẫn chưa biết, chưa tìm hiểu về hiến tạng, nhưng mà sau ra bệnh viện bác sĩ có nói, có giải thích thì tôi rất ủng hộ.
Sau hơn 3 tuần, Thủ tướng Phạm Minh Chính đăng ký hiến mô tạng và kêu gọi người dân chung tay đăng ký hiến tặng mô tạng cứu người, cho đi là còn mãi. Đến nay đã có trên 15.000 người dân trên cả nước hưởng ứng đăng ký tên vào đơn đăng ký. Những con số này cho thấy phong trào đăng ký hiến mô tạng đã lan tỏa. Chắc chắn trong một tương lai không xa, nhận thức người dân thay đổi rất nhiều và cái tỷ lệ người dân đăng ký hiến tạng sau chết và cái số người mà được gia đình đồng ý hiến tạng sau chết não sẽ tăng lên rất nhanh và đã cứu sống rất nhiều những cái mảnh đời đang khắc khoải chờ ghép tạng từng ngày, và hiến ghép tạng là cứu cánh cuối cùng để có thể cứu sống cuộc đời của họ. Nếu trước kia người suy gan, suy thận, suy tim coi như đã nhận án tử, chờ đợi sự sống có thể chấm dứt bất cứ khi nào, thì giờ đây với tiến bộ của y học, ghép tạng đang làm hồi sinh hàng ngàn sự sống khi cộng đồng hiểu hơn giá trị nhân văn, cho đi là còn mãi của việc hiến tạng, thì mỗi người khi không may mắn phải ra đi thì sự sống vẫn có thể được tiếp nối trong hình hài người ở lại.